Truyền thông Trung Quốc đưa tin, nhà chức trách nước này vừa phát hiện một mỏ vàng khổng lồ với trữ lượng ước tính hơn 1.000 tấn, trị giá tới 83 tỷ đô la Mỹ ở miền nam nước này. Cơ quan địa chất tỉnh Hồ Nam cho biết, các nhà địa chất đã tìm thấy hơn 40 mạch vàng ở độ sâu 2.000 mét bên dưới mỏ vàng Gwangju ở huyện Bình Giang, ở độ sâu 3.000 mét. Địa điểm này ước tính chứa hơn 1.000 tấn vàng. Chuyên gia thăm dò quặng Chen Rulin cho biết, nhiều loại đá khoan cho thấy vàng hiện rõ. Đồng thời lưu ý, một tấn quặng ở độ sâu 2.000 mét vừa được phát hiện chứa tới 138 gram vàng. Theo Phó Giám đốc Cơ quan Địa chất tỉnh Hồ Nam Liu Zhongjun, các nhà địa chất đã sử dụng công nghệ thăm dò quặng hiện đại, bao gồm cả mô hình hóa địa chất 3D để khám phá mỏ vàng mới. Quan chức này tiết lộ, hoạt động khoan thử nghiệm xung quanh các khu vực ngoại vi của mỏ Gwangju cũng cho thấy tiềm năng hứa hẹn. Phát hiện trên là tin vui bất ngờ với Trung Quốc khi giá vàng thế giới đang vọt ở mức cao kỷ lục. Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, đồng đô la Mỹ suy yếu và nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương. Trung Quốc là nước sản xuất vàng hàng đầu thế giới, chiếm khoảng 10% sản lượng toàn cầu vào năm 2023. Tỷ lệ vàng trong tổng dự trữ của ngân hàng trung ương Trung Quốc đạt 5,7% vào cuối tháng 10. Lượng vàng thỏi nắm giữ chính thức vẫn không đổi vào tháng thứ 7 liên tiếp, đạt mức 2.264 tấn. Năm 2023, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã vượt tất cả các ngân hàng trung ương của nước khác, bổ sung 225 tấn vàng vào kho dự trữ của họ. Theo thống kê, năm ngoái, Trung Quốc đứng thứ 6 về tổng lượng vàng dự trữ sau Nga, Pháp, Ý, Đức và Mỹ. Vào tối ngày 21 tháng 11, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại một cơ sở chuyên sản xuất biển quảng cáo nằm trên đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Lửa bốc cháy lớn khiến nhiều người có mặt vô cùng hoảng loạn. Khoảng 23 giờ đêm, một cơ sở làm biển quảng cáo tại con hẻm 172/69 ngách 30 đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội bất ngờ bốc cháy. Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, bên trong cơ sở có 3 nam thanh niên. Và nhờ tiếng hô hoán cảnh báo của người dân xung quanh, cả 3 đã nhanh chóng thoát ra ngoài và tránh được nguy hiểm đến tính mạng. Còn tại hiện trường, ngọn lửa bốc cao và thiêu rụi toàn bộ tài sản ở bên trong cơ sở làm biển quảng cáo. Hai căn nhà khác nằm kế bên cũng bị lửa lan sang, làm hư hỏng một số đồ vật và bị ám khói. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Bắc Từ Liêm và trung tâm chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 đã điều động 3 xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 40 phút sau, đám cháy được dập tắt. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Công an quận Bắc Từ Liêm đang điều tra nguyên nhân vụ cháy này. Chuyển sang các thông tin về y tế. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 211 ca trong tuần qua, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm lên hơn 1.800, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Và đây là lần đầu tiên số ca sởi tại thành phố đã vượt mốc 200 ca một tuần kể từ đầu mùa dịch. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, những tuần trước đây số ca thường quanh 100, hai tuần trước lần lượt tăng lên là 141 và 167. Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi từ hôm 31 tháng 8 sau khi Ủy ban Nhân dân công bố dịch, đến nay góp phần làm giảm số ca mắc bệnh trong độ tuổi này. Tuy nhiên, hệ thống giám sát ghi nhận số ca bệnh mới đang tăng ở nhóm trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi. Đây là nhóm tuổi nhỏ, chưa đủ tuổi để tiêm sởi theo chương trình tiêm chủng mở rộng, trong khi kháng thể từ mẹ truyền sang có thể đã sụt giảm dưới mức bảo vệ. Từ đầu dịch đến nay, hơn 300 trẻ từ 6 đến 9 tháng tuổi phát hiện bệnh, chiếm 17% tổng số ca mắc. Ngoài ra, thành phố cũng ghi nhận sự gia tăng số ca bệnh sởi mới ở nhóm trẻ từ 9 đến dưới 12 tháng tuổi. Do đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Y tế tiêm vaccine sởi cho trẻ từ 6 đến 9 tháng tuổi. Sau một tuần triển khai, đến nay ngành y tế đã tiêm được hơn 3.000 mũi cho trẻ ở độ tuổi này. Dự kiến đến cuối năm 2024, hơn 95,4 triệu người, tương đương với hơn 94% dân số Việt Nam sẽ được bảo vệ bởi bảo hiểm y tế. Như vậy là chúng ta đã tiệm rất gần đến mục tiêu năm 2025, cả nước bao phủ bảo hiểm y tế trên 95% dân số. Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết,
Dự kiến đến cuối năm 2024, số người tham gia bảo hiểm xã hội sẽ đạt hơn 20 triệu người, tăng hơn 18 triệu người so với năm 1995, tương đương gần 43% lực lượng lao động. Con số này tiệm cận mục tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội tới 45% tổng số lao động vào năm 2025. Cũng theo Cơ quan Bảo hiểm xã hội, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ vượt 16 triệu người, chiếm khoảng 34% tổng số lao động, tăng hơn 10 triệu người so với năm 2009. Cơ bản đạt mục tiêu 35% số người lao động có lưới an sinh bảo vệ khi mất việc vào năm 2025. Về bảo hiểm y tế, từ mức 7,1 triệu người, chiếm 9,6% dân số tham gia vào năm 1995, Việt Nam dự kiến sẽ có hơn 95,4 triệu người, hơn 94% dân số được bảo vệ vào cuối năm 2024. Mục tiêu năm 2025 là bao phủ bảo hiểm y tế trên 95% dân số. Số lượt khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế trong năm 2024 ước tính đạt 185 triệu lượt, tăng gấp đôi so với năm 2009. Hiện tại, khoảng 13.000 cơ sở y tế đã kết nối và liên thông dữ liệu thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Với quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong thời gian vừa qua, Bộ Quốc phòng đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân vùng khó khăn. Đây không chỉ là nhiệm vụ hỗ trợ đời sống, mà còn là trách nhiệm của quân đội nhằm giúp người dân sớm thoát khỏi cảnh phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ, dột nát và đặc biệt là vào mùa mưa bão. Những ngôi nhà kiên cố được dựng lên không chỉ mang lại nơi ở an toàn, mà còn thắp sáng niềm hy vọng về một tương lai ổn định, an cư lạc nghiệp cho nhân dân. Sau hàng chục năm xây dựng, ngôi nhà của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hoàn ở thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã bị xuống cấp, hư hỏng. Phần mái ngói đã bị đổ nát, vào mùa mưa nước chảy khắp nhà. Còn các vách tường cũng bị nước lũ làm cho bong chóc, hư hỏng. Tuổi cao, sức yếu, ông bà chỉ còn cách phủ bạt để tạm che mưa, che nắng. Có một ngôi nhà vững chãi để yên tâm sinh sống trong mùa mưa bão là niềm mong mỏi của hai ông bà. Mưa bão lên rồi chúng nó gùm lắm rồi, đấy mà cái lụt cái là hành lụt hết. Thì nhờ đảng, nhờ chính phủ, nhờ nhà nước cái vay tín để giúp đỡ xây được cái ngôi nhà mới là ông bà là cảm ơn lắm. Trong đợt lũ vừa qua, ngôi nhà của anh Lê Đình Chiến ở thôn Thượng Hải, xã Gia Phố cũng bị nước lũ làm cho hư hỏng. Ngôi nhà cũ nát, mùa nắng thì nóng, mùa mưa thì lạnh. Mỗi lần gió bão, anh phải đưa vợ con sơ tán vì sợ nhà đổ sập. Giờ đây, được quân đội hỗ trợ xây dựng mới căn nhà, gia đình anh vô cùng xúc động. Vừa rồi có cái gió bão là bóc hết đích nhà bếp á, nằm bay hết rồi. Vừa nghe được hỗ trợ một phát làm nhà mới là vợ chồng tôi mừng lắm, rất phấn khởi. Trong ngày trong đêm là được điện để làm khởi công thế cái nhà để vợ chồng con cái ở. Đối với những cái hộ mà khó khăn chúng tôi để huy động cái lực lượng công an quân sự và dân quân tự vệ để giúp đỡ là các cái hồ này để thực hiện cùng với là cái đơn vị tài trợ để hoàn thành sớm nhất cái chương trình hỗ trợ của các cái đơn vị. Nằm trong vùng rốn lũ, hiện trên địa bàn huyện Hương Khê còn khoảng 243 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu đang phải sinh sống trong những ngôi nhà tạm bợ. Đã có rất nhiều đơn vị chung tay cùng chính quyền địa phương xóa bỏ những ngôi nhà dột nát. Riêng đợt này, Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ 2,5 tỷ đồng xây dựng 50 ngôi nhà cho người dân khó khăn. Khảo sát ra soát để ưu tiên những cái hộ gia đình khó khăn nhất trong số những cái hộ gia đình mà hiện nay đang cần làm nhà ở huyện Hương Khê. Chúng tôi đã khảo sát theo thứ ưu tiên 1 đến 50. Thứ hai nữa là chúng tôi làm việc với cấp ủy chính quyền địa phương để xác định, lựa chọn và huy động cả hệ thống chính trị hỗ trợ thêm. Trong thời gian tới thì Tổng cục cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, các đơn vị, các doanh nghiệp phát huy nội lực, phối hợp chặt chẽ với các đảng bộ, chính quyền, nhân dân nằm vùng sâu, vùng xa để góp phần xóa đói giảm nghèo cho các địa phương nơi đóng quân. Tất cả vì nhân dân và đâu cần là quân đội có mặt. Bộ Quốc phòng cũng sẽ hỗ trợ Hà Tĩnh 25 tỷ đồng xây dựng 500 ngôi nhà tặng các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Với sự giúp đỡ của lực lượng quân đội, của các cơ quan chức năng, những ngôi nhà kiên cố đang dần được hoàn thiện, giúp nhân dân yên tâm, an cư, lạc nghiệp.